streamer Free Fire không chỉ là những streamer ngồi trước màn hình máy tính cùng giao lưu với cộng đồng, mà những streamer này còn là những tay bắn cực kỳ tài năng và dần trưởng thành rất nhiều. Vậy, top 5 streamer có kỹ năng tốt nhất của cộng đồng là ai? Hãy cùng mình tìm hiểu nhé! 5. Quý 11N. Đầu tiên, chúng ta chắc chắn phải nhắc đến anh chàng Quý 11N. Quý và Lê Bình là hai người thành lập quân đoàn BQ YouTube tham gia đại chiến quân đoàn vừa rồi. Bên cạnh là một streamer hài hước, anh chàng còn có kỹ năng one shot không hề kém cạnh Ma Gaming hay Vô Lý. Trong giải đấu one shot One King vừa rồi, anh chàng cũng là người cùng luyện tập với Lê Bình rất nhiều đó. Không chỉ biết one shot, Quý tại đại chiến quân đoàn vừa rồi còn là một tay cover cực kỳ cừ khôi khi liên tục giúp cho BQ có mặt trong top 2 vòng bảng. Quý đã chứng tỏ mình đủ khả năng và năng lực để trở thành một tuyển thủ chuyên nghiệp. Chỉ cần anh chàng có đủ cố gắng, chắc chắn không lâu nữa chúng ta sẽ thấy được anh chàng tại VFL. 4. Vô Lý Gaming. Nếu đã nhắc đến những cái tên streamer thần đồng trong làng one shot của Free Fire thì chắc chắn sẽ không thể bỏ qua Vô Lý Gaming. Vô Lý Gaming là streamer mang hoài bão và ước mơ trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp. Anh chàng luôn chăm chỉ tham gia rất nhiều custom lớn nhỏ và những giải đấu solo hay dành cho những quân đoàn Free Fire. Giải thưởng gần đây nhất anh chàng nhận được là á quân của giải vô địch One Shot One King và khoảng thời gian cùng với WAG tham gia đại chiến quân đoàn. Về mặt kỹ năng cá nhân, tôi đánh giá anh chàng này cực kỳ cao vì tại những giải đấu solo, anh chàng đều ghi danh những thứ hạng rất cao. Đặc biệt, anh ta còn là nhà vô địch của streamer đại chiến 2020. Để mơ ước trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp dần trở thành hiện thực, Vô Lý cần học và trau dồi thêm nhiều kỹ năng nữa, đồng thời có khả năng đọc và kêu gọi giao tranh. Điều này anh chàng sẽ học được khi tham gia nhiều giải đấu bán chuyên cùng những người đồng đội dày dặn kinh nghiệm. Với sự chăm chỉ của mình, Vô Lý và con đường trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp tôi nghĩ sẽ không còn xa nữa đâu. 3. Lê Bình Gaming. Nếu đã nhắc đến Vô Lý Gaming, làm sao bỏ qua được cái tên Lê Bình Gaming đây? Bình cũng là một trong những streamer yêu thích những giải đấu eSports của Free Fire. Anh chàng này cực kỳ chăm tham gia những custom lớn nhỏ từ đại chiến kỹ năng duo với HQNL, giải thần đồng one shot của bình luận viên Việt Thắng, đến giải giành top 2 tại vòng bảng đại chiến quân đoàn cùng với các quân đoàn được xây dựng bởi chính mình. Thời gian cũng đã đền đáp cho anh chàng này khi liên tiếp được thứ hạng cao trong các giải đấu kỹ năng. Nhưng Bình đâu chỉ dừng lại ở đó, anh chàng còn muốn đi con đường xa hơn cùng Free Fire. Sự trưởng thành cũng càng được bộc lộ rõ qua những game đấu tại đại chiến quân đoàn vừa qua, khi anh chàng đảm nhiệm vị trí Call Team và Tanker cực kỳ hiệu quả. Chỉ tiếc do tâm lý trước việc thi đấu đông người tại ngày chung kết khiến cho quân đoàn kết thúc ở vị trí không được như mong muốn. Đồng thời, team còn quá non trẻ, dừng chân ở vòng loại chiến địa phân tranh. Nhưng với kỹ năng được rèn rũa qua thời gian sắp tới, Bình sẽ còn trưởng thành nhiều hơn. 2. NPC. Đây sẽ là cái tên mà nha nha người người quen tên thuộc mặt, tuyển thủ kiêm streamer cực kỳ duyên và hài hước NPC Ngô Phước Trung. Trung bén duyên ở Free Fire từ những ngày ở WAG vươn lên đỉnh cao thế giới khi một mình anh ta tự gây dựng nên quân đoàn WAG tại đại chiến quân đoàn vừa rồi. NPC là người anh cả, đồng thời cũng là người côn team cho đồng đội cực kỳ xuất thần đã đưa quân đoàn WAG tạo nên những bất ngờ này đến bất ngờ khác tại vòng bảng đại chiến quân đoàn. Sau ngày chung kết, anh chàng cũng đã tuyên bố tan rã quân đoàn WAG. Điều này khiến cho rất nhiều bạn trẻ yêu mến Free Fire cảm thấy tiếc nuối. Nhưng vẫn có nhiều người tin rằng với tình yêu Free Fire siêu to khổng lồ của anh chàng này, rất ngóng chờ NPC sẽ tái xuất. 1. Ma Gaming. Cuối cùng là anh chàng Ma Gaming Huy Khang. Ma Gaming giống như Vô Lý Gaming, anh chàng cũng có mơ ước trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp. Anh đã tự gây dựng cho mình rất nhiều quân đoàn và cũng tham gia rất nhiều quân đoàn khác nhau để tìm kiếm thêm kinh nghiệm cho bản thân. Một số quân đoàn anh chàng từng tham gia như GK tại đại chiến kỹ năng hoặc tham gia WAG tại đại chiến quân đoàn mùa xuân 2021. Mặc dù chưa có những kết quả như mong muốn, nhưng việc chăm chỉ tìm tòi và trải nghiệm nhiều giải đấu cũng đã giúp cho quân đoàn mới toanh của Ma Gaming HQ2 vượt qua những đối thủ nặng ký tại Hà Nội để bước vào vòng bảng của chiến địa phân tranh. Đó chính là top 5 streamer có kỹ năng bá nhất trong cộng đồng Free Fire. Theo bạn còn có streamer nào có kỹ năng tốt nhất nữa? Nhớ comment nghe ở phía dưới và đừng quên gặp lại HQ2 của anh chàng Ma Gaming tại vòng bảng của chiến địa phân tranh sắp tới nha. Ấn đăng ký ngay và bật nút chuông thông báo của huyền thoại sinh tồn Free Fire eSports để cập nhật những thông tin thú vị và hòa mình vào những trận đấu eSports đỉnh cao.